Bây giờ chúng ta tiếp tục luyện phát âm nghi âm đôi thứ hai trong ngày hôm nay nhé. This is a diphthong, a double vowel sound. The shape the mouth makes changes from the beginning of the sound to the end. It's pronounced A. Did you notice how my mouth changed shape? A. Now you try. Listen, watch and repeat. A. 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 Hôm nay mình thấy cũng khá là đơn giản chứ không có khó lắm. Vì nó khá là giống với tiếng Việt nha. Rồi, chúng ta cùng luyện tập nha. Day. The. A. Day. Hey. Day. Play. 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 Made. M-A-D. Made. Favorite. 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 Cake. K-A-K-E. Cake. Came. Khi phía sau nó có chữ M, chữ N, mình có thể đọc hơi nghiêng về chữ âm E cũng được, đúng không? Came, came, came. Gate. G-A-T-E. Gate. Những từ này khá đơn giản, đúng không? Plane. Plane. Các bạn để ý này, từ play có chuyên âm là P-L-A. Thì plane, P-L-A. Nó giống không? Nhưng mà cái chữ N mình có thể đọc hơi nghiêng mà N cũng được. Thì vậy N. Plane. Plane. Rainy. Tương tự này. R-A-N. A-N. Nì. Rainy. Wait. 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 Chúng ta phải là white nha. Wait. Train. Cái từ này mình thấy mọi người hay đọc sai nè. Mọi người hay đọc âm tr thành âm tr trong tiếng Việt nè. Ví dụ như train. Hay là train. À không đúng giờ. Tr tr train. 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 Đấy. Gray. 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 Rồi. Eight. Eight. Đấy, số 8 là eight. Các bạn nhớ phía sau nha, chứ không phải a, a vậy nha. Là eight. Rồi.